I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Mình là dám hết tất cả cái khung ở bên ngoài mọi người nhé. Đây là bên trong con mobile home của mình. Thì ở đây con mobile home này bên trong ấy thì mình thiết kế nó toàn là gỗ mọi người ạ. Nó là gỗ keo với cả gỗ thông. Đấy, nó có hai loại, mình sử dụng hai loại gỗ mọi người nhé. Xin chào mọi người đang xem kênh Du Mục TV. Hôm nay Huy sẽ làm một video để review một chiếc mobile home nhỉ. Mười hôm trên nền một con xe tải quy tự chế, sẽ đi một vòng cho mọi người tham quan trước ở bên ngoài. Đây là chiếc mobile home nhà di động. Mình dán hết tất cả cái khung ở bên ngoài mọi người nhé. Thì bây giờ Huy sẽ review trước ở hệ thống ở bên ngoài để cho mọi người xem. Thì ở đây Huy thiết kế cái con mobile home này trên một cái nền xe tải là 3,5 tấn không nhỉ? 3 tấn rưỡi mọi người nhé. Thực ra thì chính thức là con này nó chỉ là 3 tấn 49 thôi. Thì bằng B2 có thể đi được nó mọi người ạ. Bằng B2 có thể lái được nó. Đây mọi người ạ. Đó. Đây là máy của nó, máy Isuzu. Đây. 3 tấn 4 mọi người nhé. Nó để 3 tấn 4 nhưng mà trong đăng kiểm của nó 3 tấn 45 mọi người ạ. Và nó là của hãng VEM. Các cabin của con xe này ấy mọi người cũng khá là đẹp. Đây mình sẽ mở ra review trên cabin của nó cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy chưa, cabin của nó cũng khá là rộng rãi và đẹp vì đây nó có đầy đủ hết điều hòa mọi người nhé. Màn hình và cam lùi là nó có sẵn hết đó mọi người ạ. Chỗ ngồi nó cũng ba người ngồi trên đây. Ở đây mình có những cái quạt tạ để thỉnh thoảng mình tập thể dục thể thao một tí. Rồi bây giờ Huy sẽ review ở bên ngoài cho mọi người. Đây thì ở đây Huy có thiết kế một cái bậc thang để đi lên cửa mọi người ạ. Thì khi mình đỗ lại ấy, thì mình sẽ cho nó ra. Đó, mọi người nhé. Cho nó ra và chốt nó lại. Đó. Thì bây giờ Huy sẽ có một cái bậc thang để đi lên chắc chắn mọi người ạ. Rồi thì ở đây bên cạnh này thì có thiết kế đây, trong đây nó chính là một cái thùng chứa nước thải mọi người nhé. Xe này Huy thiết kế là có hai thùng chứa nước thải. Một thùng là cái thùng này là chuyên chứa nước thải tắm rửa các thứ, là nó sẽ xuống cái thùng này mọi người ạ. Đó thì mình sẽ xả sau. Còn một thùng ở bên kia là Huy thiết kế là để chứa chuyên dùng cho cái tủ vải mọi người nhé. Nó cũng được thiết kế thành ba ngăn lọc để dùng nguyên cho cái bệt không mọi người ạ. Ở đây thì ở đây mình có chế cái vòi ở dưới đây ấy để xả nước ra mọi người ạ. Đấy, mình có thể đi đâu mình dừng ở đâu đấy mình xả cái nước thải này ra. Thì cái bình bên này nó sạch
thì mình có thể thải thường xuyên được mọi người ạ. Đây. Đây. Thì ở bên trong này mọi người ạ, mình thiết kế đây cho mọi người xem này. Đó, chính là một cái thùng phi bằng nhựa thôi mọi người. Và mỗi thùng phi bằng nhựa 220 lít mọi người nhé. Đó, thì cái này mình dùng có thể tầm khoảng là 2 ngày, 3 ngày là mình phải xả nó một lần. Còn cái cây lốc này là mình chỉ làm trang trí ở ngoài, che nó đi cho nó đẹp thôi mọi người ạ. Đấy mọi người thấy không? À, che cho nó đẹp thôi. Còn đây một hệ thống nước thải, ống dẫn nước này thì mình đi toàn bộ ở dưới gầm xe hết mọi người nhé. Đấy, mình đi hoàn toàn dưới gầm xe hết. Rồi bây giờ thì tiếp tục mình sẽ review. Ở đây thì mình có một cái hộp ở dưới gầm ở đằng sau cái xe này mọi người ạ. Thì ở dưới mình thiết kế cái hộp này thì nó cũng hơi thấp một chút, nó to nhưng mà mình tận dụng hết cái không gian ở dưới gầm mọi người nhé. Cái xe tải ấy nó có một cái lợi thế như vậy mọi người ạ, vì cái khoảng không của dưới gầm của nó rất là rộng nên ra mình có sẽ tận dụng được. Thì ở đây Huy có thiết kế một cái thùng này, hai cái cơ, một cái bên kia nữa mọi người ạ, hai cái hai bên. Thì ở cái thùng này ấy, thì Huy đang sử dụng nó là làm gì ạ? Đó, nó chứa bình ga này. Để mình mở bên này cho mọi người xem. Đó, ở trong đây thì trong cái thùng này ấy, nó Huy có này, một bộ lọc 3 quả nhá mọi người nhá, lọc thô này. Đó, thì cái này nó sẽ ở trên cái bình chứa nước ở trên gầm giường, nó sẽ chảy xuống bộ lọc này, nó qua bộ lọc này và nó qua cái bơm tăng áp này mọi người ạ. Đây, nó qua một cái bơm tăng áp này, nó sẽ bơm lên tất cả hệ thống. Nó trước khi bơm lên thì nó sẽ qua cái bộ lọc này, là lọc này mọi người nhá, làm thô. Và đây mình cũng có trang bị các ống để mình tiếp nước, nó để mình lấy nước. Còn ở đây mình có một cái bình ga mình cũng để ở dưới đây mọi người nhé. Ở nhà mình thì sử dụng bếp ga. Đó, cái thùng này nó rất là lợi mọi người, nó sẽ chứa được rất nhiều thứ. Và đây nó như là một cái hộp kỹ thuật của xe mọi người ạ. Hộp kỹ thuật nước của xe. Thì ở đây mình cũng có trang bị cả chống điện mọi người ạ, cái điện 12V thích cắm ở đây. Thì bình thường mình sẽ sử dụng cái nếu mà bí mà đi lấy nước bằng xô ấy thì mình sẽ phải cắm điện 12V này. Đây mình cắm ổ 12V này để mình dùng cái bơm tõm ấy mọi người, mình thả vào thùng ấy để cho nó bơm lên bồn của xe. Và ở đây là ổ cắm 220 mọi người nhé. Mình dùng cái bơm tăng áp này, nó là điện 220 mọi người ạ, nó là điện 220 mọi người nhé. Rồi, sẽ tiếp tục đi vòng quanh xe để review cho các bạn cái thùng ở bên kia nữa. À đây, thì ở đây cái đây là một cái cửa tiếp nước mọi người nhé. Đó, mình sẽ khóa, bình thường mình khóa lại. Khi mình cần tiếp nước thì mình sẽ mở ra, mình cho ống nước vào mình tiếp thôi. Đấy, vào thì ở dưới này nó sẽ có một cái ống chống tràn, là khi nó đầy thì tự nó chảy ra thì mình sẽ biết là nó đầy mọi người ạ. Đây cái ống chống tràn của mình. Đây, mình chỉ cần xả cái ống chống tràn này ra thôi mọi người ạ. Đó. Thì mình khi nước nó gần nó đầy rồi ấy thì nó sẽ tràn ra thì mình sẽ biết nước đầy. Rồi. Còn ở đây thì bên ông này mình cũng thiết kế một cái vòi nước ra. À, cho mọi người xem. À, nước rất là khỏe mọi người nhá. Cái vòi này thì mình có thể tiện mình sử dụng ở bên ngoài mọi người ạ. Mình sử dụng ở bên ngoài, ví dụ như tắm biển hay rửa chân rồi ở bên ngoài ấy, xong rồi mới lên xe
thì mình sẽ sử dụng cái vòi nước này mọi người ạ. Rồi mình sẽ đi qua bên kia. Ở trong đây mình dưới gầm này còn cốp, mình để cả được một cái xe đạp mọi người nhé. Mới để rất nhiều đồ ở trong cái đằng sau này, cốp nó gầm giường. Rồi bên này Vi cũng có một cái thùng như bên kia mọi người nhé. Thì ở đây Vi sẽ chứa được những cái đồ ví dụ như bàn ghế này, rồi các thứ vali minh tinh ở đây. Nói chung là chứa được rất nhiều đồ mọi người ạ. Đó, cũng hai ngăn bên kia nữa. Đó, các bạn thấy không? Đó, vì cho các bạn xem. Đây, bên trong này đựng rất là nhiều đồ nhé. Rồi. Ngăn bên này cũng vậy mọi người ạ. Cũng như ngăn bên này thôi. Hai ngăn như nhau để đựng đồ. Rồi. Ok, bây giờ ở đây Huy cũng có một cái là cái thùng tự vải ba ngăn bằng inox mọi người ạ. Nó như làm bằng inox thì nó sẽ có hai cái vòi để xả hai bên mọi người ạ. Thì nó sẽ lọc ra ngăn này, trong mình sẽ xả nước cái ngăn này đi. Đó, cái này thì khoảng đi tuần chục ngày mình mới phải xả một lần mọi người ạ. Thì cái bình này là cái dung tích của nó lớn mọi người. Mọi người thấy không, nó lớn. Đây, ống dẫn của nó xuống đây mọi người. Nó đều đi ở dưới gầm hết mọi người nhá. Còn đây là bình dầu xe. Nó rất là lớn mọi người. Rồi đây là tổng các cái xe. Đây mình dán hết ở phía bên ngoài mọi người. Mình dán tranh ở phía bên ngoài hết. Còn ở trên nóc xe trên kia mọi người á, thì là tất cả là ở trên đấy là dàn tấm pin mặt trời ở trên nóc hết mọi người ạ. Nó mình thiết kế tất cả ở trên là những tấm pin mặt trời. Rồi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi vào bên trong của chiếc mobile home này để tham quan. Và mình sẽ review các thiết bị ở trên con mobile home này cho mọi người xem nhé. Thôi nói đây mọi người ạ. Đây là bên trong con mobile home của mình. Thì ở đây con mobile home này bên trong ấy thì mình thiết kế nó toàn là gỗ mọi người ạ. Nó là gỗ keo với cả gỗ thông. Đấy, nó có hai loại, mình sử dụng hai loại gỗ mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết cho mọi người xem từng cái thiết bị ở trên con mobile home này của mình nhé. Rồi đây là cái cửa lên của nó mọi người ạ. Thì ở ngay cái cửa lên này thì mình có thiết kế một cái tủ giày mọi người ạ, tủ để giày dép. Mình mở ra cho mọi người xem này. Nó để được rất nhiều giày dép mọi người nhá. Đó mọi người thấy chưa? Mình để được rất nhiều giày dép này của cả gia đình luôn đấy. Nó rất là gọn mọi người ạ. Đó, đóng lại, nó rất là gọn gàng. Và bên trên này thì mình thiết kế là cái chỗ để ấm chén các thứ mọi người ạ. Đó, ấm chén các thứ ở đây, mình sẽ để ở bên này. Còn ở cái tầng bên trên này thì đây là mình có một bức tranh Bồ Tát. Đó, thì ở đây mình có thiết kế một cái đèn chiếu
Đây mình sẽ bật lên cho mọi người xem này. Có một cái đèn chiếu tranh. Đấy, mọi người thấy không? Đây sẽ là một cái đèn chiếu tranh. Nó cũng thay như cái kiểu bàn thờ ấy mọi người ạ. Cũng kiểu thay cho cái bàn thờ thôi. Vừa để trang trí vừa đẹp ngay cửa lên mọi người nhé. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ review bên này cho các mọi người. Đây là cái tủ lạnh mọi người nhé. Ở đây là cái tủ lạnh thì mình đang dùng cái tủ lạnh này là tủ lạnh 120 lít mọi người ạ. Nó tủ lạnh thường bình thường thôi, như ở nhà mình dùng thôi. Nó như thiết bị dân dụng ở nhà dùng thôi mọi người ạ. Thì mình sử dụng cái tủ này thì nó chứa rất nhiều đồ. Đây mình sẽ mở tủ lạnh cho mọi người xem. Đấy, mình chứa rất nhiều đồ ăn ở trong đây mọi người ạ. Mình chứa rất nhiều đồ ăn ở trong đây này. Rồi mình mở ngăn dưới ra. Mọi người thấy không? Rất nhiều đồ ăn nhé. Đầy hết tủ luôn mọi người ạ. Đó. Thì cái tủ này cũng sử dụng như ở nhà thôi mọi người ạ. Mình sẽ cho nó chạy 24/24. Thì bên trên cái tủ lạnh thì của mình ấy là một cái thùng kỹ thuật điện. Đây mình sẽ cho mọi người xem này. Đây là hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời của mình mọi người ạ. Ở đây mình có hai hệ mọi người nhé. Hai hệ điện năng lượng mặt trời và có hai bình lưu trữ. Ở đây là tấm pin của nó mọi người ạ. Đây kia là inverter. Thì cái điện này thì mình sẽ làm một video review sau cho mọi người tham khảo về cái hệ thống điện này, năng lượng mặt trời này của mình mọi người nhé. Ok, cái này mình sẽ review sau cho mọi người về điện. Đó, ở đây thì mình có trang bị cái quạt. Cái quạt này quạt 12V mọi người ạ. Bật lên quạt rất là khỏe, rất là mát. Thì ở đây mình có một cái bảng điện 12V mọi người nhé. Đó, mình trang bị một bảng điện 12V. Ở trên cái con mobile home này của mình ấy thì là mình đang sử dụng hai hệ thống điện 12V và 220. Đó, thì cái hệ thống đèn rồi một số thiết bị mình sử dụng 12V để cho nó tiết kiệm điện. Đó, còn lại thì cái gì mình dùng như tủ lạnh này, máy giặt này, các thứ là mình đều điều hòa này, mình phải sử dụng 220 mọi người ạ. Thật ra cái con mobile home này của mình ấy là nó rộng, nó rất là rộng mọi người ạ. Đâm ra là mình đa số mình sử dụng những cái thiết bị điện dân dụng ấy, chứ mình không cần phải dùng chuyên dụng cho mobile home. Rồi trên đây mình cũng có một cái quạt trần, cái quạt này quạt hai chiều mọi người nhá. Đó, mình bật cho mọi người xem này. Rồi ok, đấy mưa thì có thể mình bật nó xuống, nó kín lại. Cường độ thì mình sẽ mở lên này để mình bật quạt. Nó là quạt hút hai chiều mọi người ạ, hút và thổi xuống ở trên nóc. Và ở đây nó còn có cả cái đèn nha mọi người nha. Đây, đấy. Nó có bốn cái đèn xung quanh nữa, rất là tiện mọi người ạ. Đây mình có một cái hệ thống đèn LED. Rồi ở đây thì mình có trang bị này mọi người, một cái đồng hồ chứa đa năng. Đó. Đây vừa nữa. Có cái đồng hồ này thì nó sẽ báo nhiệt độ này, độ ẩm này. Có mọi người nhớ giờ này, ngày tháng này, có đủ hết ở cái đồng hồ này. Và đây mình có trang bị một cái loa để nghe nhạc, hình thoảng hát karaoke mọi người ạ. Đó, thì ở bên trên này thì đây mình có những cái dãy tủ mình học với mình để đồ mọi người ạ. Đó. Những cái tủ này thì mình sẽ để đồ. Đây, trong đây mình để rất là nhiều sách. Đây. Học
để rất nhiều đồ mọi người ạ. Rồi ở bên dưới này thì nó là một cái salon mọi người nhé. Đây là một cái salon này. Đó, một cái salon này để ngồi, nhưng mà thực ra nó cũng là một cái giường. Khi mình cần mình lật ra, nó sẽ ra đến đây là một cái giường mọi người nhé. Đó, khi mình lật ra nó sẽ là một cái giường. Thành một cái giường rất là rộng mọi người ạ. 2-3 người ngủ rất là vô tư, không phải suy nghĩ, rộng rãi, thoải mái. Rồi ở đây thì mình có một cái bàn, bàn gấp mọi người ạ. Đó, ăn uống rồi ngồi làm việc thì mình lật cái bàn này lên thì mình sẽ có một cái bàn nữa, mình ngồi luôn ở đây mình làm việc mọi người nhé. Rồi đây là một cái tủ đựng quần áo mọi người nhé. Đấy, nhà mình cái tủ này nó rất là rộng mọi người ạ. Mình thiết kế cái tủ rất là rộng ra đựng được rất nhiều quần áo, nhiều đồ lên. Mọi người thấy chưa, nhiều lắm, hết cả quần áo gia đình mình trên này luôn đấy mọi người ạ. Con mobile home này thì mình tận dụng, mình thiết kế rất nhiều hộc mọi người ạ. Thì mình tận dụng thì mình để nhiều đồ ấy, vì nhà mình gia đình mình rất nhiều đồ, và gia đình nhà mình sống gọi là gần như trường kỳ ở trên con mobile home này, đâm ra là mình phải cần rất nhiều hộc để đồ mọi người ạ. Rồi mọi người, đây bên đây sẽ là cái bếp này nhà nhá. Đó, cái bên này nó sẽ là cái bếp. Thì ở đây cái bếp mình có thiết kế ngay bên cạnh đây là một cái ổ điện 220 người ạ. Đó, để dùng cắm cơm rồi cắm lò nướng thịt này. Đấy, còn dưới đó, ở dưới đây là một cục phát wifi mình cắm ở đây. Ở bên dưới này thì mình có một cái kệ. À, thì để mắm muối các thứ ở đây, mình chế thêm cái này mọi người để cho nó giữ đi xe nó sóc ấy, nó khỏi rơi ra mọi người nhé. Dao rửa đũa điếc thìa kia rất là gọn. Đây thì mình mua cái này nó có sẵn mọi người ạ, mắm muối này chính. À, mình để hết gọn ở trong đây, dùng xong mình đóng nó lại mọi người nhé. Thì ở đây mình cũng tận dụng được, ở dưới đây là mình để một cái máy giặt mọi người ạ. Máy giặt 7kg mọi người nhé. Đó, mình mua cái máy giặt này, máy giặt hàng bãi để dùng cho nó bền mọi người ạ. Nó cũng sử dụng điện 220, nó đồ dân dụng như ở nhà bình thường thôi mọi người nhé. Đó, thì mình tận dụng cái máy giặt để dưới gầm đây, thì trên đây mình có một cái bàn bếp nó rất là rộng mọi người nhé, để thái đồ rồi để núc nấu ăn ấy, để đồ cho nó tiện. Hoặc là bình thường thì mình sử dụng rồi nó có cái mặt bằng rất là rộng. Con bếp này thì mình sử dụng 2 bếp ga mọi người ạ. Sử bếp đôi mọi người nhá. Đó, thực ra thì lúc đầu mình sử dụng cái bếp từ mọi người ạ. Thế nhưng mà thực ra anh biết là cái bếp từ cái đun này nó rất tốn điện, vì mình cái hệ thống điện của mình ấy, mình dùng nó rất là nhiều, đâm ra là sợ nó không cung cấp đủ ấy, thì mình dùng ga cho nó chủ động mọi người ạ. Thì mình dùng cái bếp đôi ga này mọi người nhé, mình dùng ga cho nó chủ động thôi. Rồi ở đây bên cạnh này là một cái chậu rửa mọi người ạ, rất là rộng. Đó, bằng không, bằng inox rất là rộng mọi người nhé. Thì ở đây mình có vòi nước, nước chảy rất là khỏe mọi người ạ. Đó, thì mình dùng bơm tăng áp. Còn đây, ở đây thì một cái bộ lọc nước, bên cạnh này vòi lọc nước mọi người nhé. Nước này để ăn uống này. Đó, thì ở đây ở dưới cái thùng kỹ thuật kia là mình đã có một cái bộ lọc rồi mọi người ạ. Có một cái bộ lọc rồi, bộ lọc thô rồi, nhưng mà ở trên này đấy là để mình dùng tắm rửa rồi dùng qua hết cái lọc đó. Còn để ăn uống ấy, thì mình lại qua một cái bộ lọc tinh ở dưới cái gầm cái lọc tủ này mọi người nhé. Thì để dùng để ăn uống ở cái lọc. Và ở đây thì mình cũng có một cái nước cái vòi nước rửa chén, mình lấy ở đây nó rất là gọn và tiện mọi người ạ.